tấn công tiếp vào những cái mục tiêu mềm, đó chính là những cái tài nguyên ở trong rừng. Ây da, ây da, mở đường ở trên tấm thảm như thế này thì chết tôi. Một pha xử lý tiếp tục là fail đến từ Kasante. Poppy đẩy vai làm choáng tấn công tiếp vào người của Ray, và đó tình huống phi thật to. Quăng địa chấn tốt, Rakan thấp máu, quay ngược trở lại, double kill dành cho Faker, triple kill cho Faker. Alo, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Linh, chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ. Ok, ngày hôm nay mình sẽ cùng đến với một ván đấu của Faker với vị tướng Talia của mình được chưa? Để coi cái màn trình diễn của ta như thế nào trong ván thi đấu này anh em ha. Thì thôi. Mọi người chắc cũng biết rồi, con Talia dạo gần đây cũng đang nổi lên ở trong tranh hàng, ở trong bài trò đi rừng, bởi vì những cái phiên bản cập nhật mới nó được bút khá khá cái lượng sức mạnh. Thì đợt vừa rồi thì những người chơi như là Chovy với lại BD cũng chơi con tướng này ha. Đặc biệt là Chovy, Chovy đợt playoff vừa rồi cũng có đánh BD, khỏi phải nói rồi, con tướng này con tướng quá tủ của BD luôn à. Faker cũng không muốn mình bị tụt hệ so với những người chơi được giữa khác cho giai đoạn nước rút của playoff LCK. Rồi hãy cùng đến với cái bản ngọc của Faker. Chúng ta sẽ có một cái tăng tốc pha, nhưng mà vừa rồi Faker ném đá sau lưng, không biết là muốn ném ai đây nha. Nhánh phụ chúng ta sẽ có thấu thị vũ trụ nè. Bánh bích quy. Rồi đánh với lại Orange Son. Thì đây là một cái sự lựa chọn mà Linh nghĩ rằng khắc chế Orange Son luôn ha. Tại vì Son đứng im khà lửa thì sẽ bị trúng cái quăng địa chấn, kết hợp cùng với cái lượng sát thương lớn đến từ cái mặt đất dễ sống nữa nè. Xin lỗi, cái tấm thảm bất ổn nữa nè. Toàn chiêu chiêu, tốc độ đẩy đường đến từ Talia cũng rất là nhanh. Nên mọi người có thể thấy là cái món trang bị đầu tiên mà Talia hướng tới sẽ là một cái giọt nước mắt ở trong cái lần về nhà đầu tiên ha. Phi phi thật ném đá vào rồng. Ok, toàn chiêu chiêu, khu vực đường chơi làm đủ solo kill, nhanh gọn lẹ vậy. Ok, nice. Một kèo thi đấu rất tốt đến từ Darius. Hiện tại thì Faker đang rank cao thủ của mấy chủ Hàn Quốc anh em ha. Đợt vừa rồi tại vì Faker không chơi game nhiều á, bây giờ thấy bắt đầu đang chơi game nhiều hơn rồi. Và đặc biệt nha, chơi những con tướng là trong meta không nha, Jay, Tristana. Và lần này thì anh ta muốn tinh thuần quay trở lại với vị tướng Talia nữa. Ý là Faker cũng đã rất là master cái vị tướng này rồi, nhưng mà trong một khoảng thời gian dài nhiều khi là không có chơi anh em, thì chơi lại để mình lấy cái cảm giác. Nói vậy cho anh em hiểu, chứ không phải là kiểu dạng không biết chơi con tướng này. Đấy, anh em hiểu Linh ha. Rồi, đường trên thì chúng ta đang có một đúng va chạm. Poppy lao vào đánh tay con bùa đỏ. Darius cũng có mặt ở đây. Skep khá là lớn. Còn ngược trở lại khu vực giữa như thế nào đây? Chúng ta đang có một hai boss vẫn đang cố gắng để có thể farm con xe này farm tốt nè. Và sẽ tạo ra áp lực. Lượng máu đến từ rồng bây giờ cũng đang còn hơi bị ít ít chút xíu. Đây, quăng địa chấn mất cái tốc biến chưa? Nice, tốc biến đẩy vào rất tốt. Điểm hòa cuộc này sẽ được dường cho Faker. Quá ổn. Poppy C1 quá đỉnh. Đấy anh em, kèo thi đấu này thì hơi khó dành cho Odell Son ha. Dễ dàng đứng im khà lửa ha, thì sẽ bị ăn đá vào mồm. Có. Rồi, lần về nhà này của Faker ngon, 900 vàng. Sẽ lọc cái giọt nước mắt, kết hợp cùng với đó là một cái phong ấn hắc ám. À không, Faker hướng tới một cái quyển sách cũ kết. Và mắt anh em ơi, đường dưới bom khói được tung ra, nên sát thương là chưa đủ à. Ơ, hai ông C1. Hai ông C1 đi rừng hai bên. Ai da, du ngoạn la vào tấn công Faker. Rồng này cũng căng nữa chứ. Ui, sát thương của rồng nhiều thế. Không, đúng là không thể nào coi thường được anh em ơi. Thượng long cảnh giới phố đen, màn trời giáng thế. Quăng địa chấn trúng luôn cả cái tấm thảm vừa rồi nè. Sát thương là đủ. Solo kill dành cho Faker. Ok chưa? Này thì hà em tôi, này thì hà em tôi. Cấp độ 5 ở thời điểm hiện tại dành cho Faker. Quá ngon nghẻ rồi, phi thật dẫn lính. Tỉa xong cái đợt lính này có thể về nhà luôn ha. Mặt đất dễ sống, quăng địa chấn, ném cái cục phi thật bự, farm thêm con lính nữa. Ok, về nhà với 34 chỉ số lính. Điều này nó sẽ giúp cho Faker có được 700 vàng. Bí chương thức truyền cũng đã có. Cùng với đường dưới vừa rồi, Ray vừa rồi mới tốc biến. Ây da, sát thương đến FPU. Xin lỗi không vậy, đó là Poppy đã có mặt kịp thời khung đường dưới và tiễn Jerry lên bảng điểm số.
Rồi ok, hãy cùng quay trở lại với khu vực dưỡng. Ta đang có Faker với một cái bí chương mắt tím vừa rồi vẫn chưa cắm. Ta tiếp tục đẩy đường ở khu vực dưới thôi. Đường trên lại tiếp tục có pha solo kill rồi. Pham chiêu chiêu ở đường giữa, ném cục gạch lớn thì gây khoảng 241 sát thương. Một con mắt tím được cắm ra rồi. Hai bên di chuyển kiểm soát con cua coi đã bị mất chưa. Phát hiện là con cua vẫn đang còn đó. Quăng địa chấn, tấm thảm bất ổn. Bạc bạc bạc, farm được con xe, tiếp tục xem hưởng quăng gây sức ép. Farm này thì Faker mất lúc rồi. Để coi cái kỹ năng hồi chiêu sẽ là bao lâu ha. Đánh tay quăng địa chấn, tấm thảm bất ổn, ném đá, tấn công thêm cái đòn đánh thường nữa. Rất đầu, nhấp nhả rất tốt đến từ Faker và anh ta đã lấy được hơn nửa lượng máu của Aurelion. Khá là khó chịu. Ray thì phía bên phải. Và liệu rằng có tấn công được không đây? Faker vẫn đang còn tốt biến. Tiếp tục là những tình huống cố gắng được có thể cấu điện máu đến từ Faker. Một lớp giáp trụ đang chờ đợi Faker. Đánh tay một cái. Quăng địa chấn tấn công trước đã. Chứ không phải là đánh tay lấy lớp giáp trụ. Ok, đẩy lính khá nhanh. Rồi, trước sau gì thì cái lớp giáp trụ này cũng sẽ thuộc về cho Faker. Không ham ở lại ha. Ăn xong một cái lớp giáp trụ, về nhà, xài tiền 900 vàng dành cho Faker trong cái lần về nhà này. Đường trên thì tiếp tục sẽ lập lực gần một lần ngã gục nữa của Kasante. Kasante 03 rồi, Kasante Naruto. Di chuyển chiêu chiêu, 900 vàng vừa rồi thì Faker cũng đã có được một cái giày khai sáng. Thời gian hồi chiêu bây giờ cũng đang được tăng lên một con số khá là đáng kể. Tiếp tục tấn công tiếp vào cái đợt đứng của mình giữa này, quăng địa chấn ngược trở lại. Ok, giữ máu của con xe, farm tốt. Aurelion Son bắt đầu di chuyển lên cánh trên để là con mắt. Nhưng mà nó bị vô hiệu hóa bởi con mắt tím được cắm ra đến từ Poppy từ trước. Ây da, một cục gạch, quăng địa chấn tốt nè, mặt tức dễ sống tốt nè. Đã ngược trở lại bằng cái tình huống hố đen, nhưng bắt buộc phải chạy thôi. Thượng Long cảnh giới chạy không được, xong quay ngược trở lại ông đánh ta. Và đó bị chúng chiêu cái tỉnh lại nên chạy đi chứ. Một pha xử lý khá là khó hiểu đến từ Aurelion. Và cái giá phải trả là anh ta quá coi thường cái lượng sát thương đến từ Faker. Nghĩ rằng Faker combo hết chiêu à, xong rồi đứng lại chay hit, kiểu kiểu là như vậy ha. Đó quyết định không thật sự chuẩn xác đến từ Aurelion. Điểm hòa cuộc thứ 3 dành cho Faker không được giữ rồi. Rồi, về nhà. Trong lúc Faker về nhà, chúng ta hãy cùng coi những video đường khác. Vừa rồi là một tình huống đua kill của AD Gang Gang. Có tấn công được không đây? Rakan vẫn đang có mặt ở đây, cấp độ 5. Bom mù tung ra, hất tung được, ép được tốc biến đến từ AD Gang. Nice. Cánh trên thì chúng ta đang có tình huống kiểm soát sứ giả của Poppy. Faker quay trở lại khu vực giữa rồi anh em ơi. Mặt đất dễ sống, lao vào tấn công Thượng Long cảnh giới. Ây da, vừa rồi làm tình huống lướt trên tấm thảm bất ổn. Bắt buộc phải mất đi tấm biển để có thể rút lui đến từ Aurelion. Khá là khó chịu ha. Đáp xuống với mặt đất dễ sống và rải tấm thảm bất ổn ra của Faker. Chặn đường về của phía đối phương. À, khu vực đường dưới Ray vừa rồi đã có tình huống gần rất là thành công khi mà đạt được cho bên của double kill. Sau đó thì khu vực giữa như nào đây? Ở đây là Son. Ai, Son này là Son bí chương à, Son nâng cấp băng giá. Faker ném đá vào rồng. Rồi, tấm thảm bất ổn quăng địa chứng đẹp quá, Faker sẽ băng trụ. Ném cục đá dứt điểm solo kill lần thứ tư dành cho Faker khu vực giữa. Khá khó. Aurel Son đang rơi vào cái thế khá khó. Faker bắt đầu di chuyển ra, tốc biến đến từ Poppy để có thể tiếp cận vào khu vực hang đồng. Phía bên kia Jerry chỉ rút lui mà thôi anh em ơi. Kéo tốt nè, lao vào tấn công tiếp. Faker nhấp nhả bị thiêu đốt nhưng không sao cả. Điểm hòa cuộc thứ 5 dành cho Faker trong bảng thi đấu này. Tiếp tục là tình huống đẩy vai làm cho anh em được tốc biến đến từ Jerry. Jerry không có tốc hành, ui không thể lai chuyển và Jerry không chạy được quăng địa chứng vừa rồi, hỗ trợ thêm của Faker nữa. Faker vẫn còn sống với một chấm máu của mình. Hãy sợ. Xong, bảng thi đấu này có lẽ cũng đã có kết quả từ đây. Quan trọng là bao nhiêu lâu thì các thành viên của phía team 2 là quyết định sự FF mà thôi, Linh nghĩ là như vậy. Rồi, món trang bị lớn đầu tiên mà Faker hướng tới sẽ lắp cái vương miện siêu vong. Dịch chuyển quay ngược lại của mình giữa.
sao rơi tấn công vào Faker, nhưng sát thương là không thấm. Với Faker vừa rồi có cái vương miệng. Sean quyết định là về luôn. Farm chiêu chiêu xíu xong về ông nội. Faker đang có mặt ở đây, quăng địa chấn tâm thầm bất ổn vừa rồi trực hết cả. Poppy vẫn tốc biến ma thuật, không thể lay chuyển, cố gắng để có thể áp sát. Kịp vào tầm để có thể đẩy vai không đây, đẩy vai làm choáng tốt. Nice, để mà gặp thứ 6 dành cho Faker. Rồi, gọi tiếp công sứ giả này ra khu vực giữa luôn để nhường thêm cái lượng tiền cho Faker nữa. Ok, lấy được cho mình đó công trình ở khu vực giữa rồi nè. Chuẩn bị thôi anh em ơi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Đánh tay, thêm lớp giáp trụ thứ tư dành cho Faker. Tiếp tục sẽ là một vài những cái sức ép. Khu vực đường dưới lại tiếp tục là pha đua kill của Kasha. Ván này đang khá là đơn giản rồi, nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta đang thấy Faker đang rất là chịu khó đánh những con tướng trong meta thời hiện tại ha. Quăng địa chấn tấm thảm bất ổn phi thạch. Một cái hố đen vũ trụ không đủ cản chân Faker. Godlike rồi anh em ơi. Rồi, sau một khoảng thời gian không ngắn, không dài, thật ra sớm anh em, 12 phút chúng ta đã có trụ khu vực đường giữa rồi, dành cho Faker khu vực đường trên vừa rồi cũng đã có trụ cho Raven, cho Darius nữa. Bản này nhanh quá, cái này không ngờ nó nhanh như vậy chứ. Rồi, món trang bị tiếp theo mà Faker hướng tới sẽ là cái quyền trượng thiên thần ha. Đây, hai mảnh, để up lên cái giọt nước mắt nữa. Chiêu thêm một xíu. Bây giờ đang quá khỏe đến từ Faker rồi. Ok, bắt đầu đang có dấu hiệu di chuyển xuống khu vực đường dưới. Mặt đất về sống của Faker đang vào đủ tầm để có thể tấn công vào bộ đôi Rakan và Seri. Faker đang đi bộ, sát vách đá, mặt đất về sống, dựng tường, tấn công tiếp vào người của Rakan không đây. Khi mà trước đó Faker cũng đã tiêu diệt được Seri. Rồi, thôi như vậy là Rakan về được. Không sao, chiêu chiêu một cái điểm hai cục ở khu vực đường dưới cũng đã được rồi. Bây giờ chắc là lạng lạng ra khu vực đường giữa farm thêm cái nữa anh em. Tiếp tục đẩy cái đợt lính này vào trụ 2. Sau đó sẽ di chuyển cùng với lại hỗ trợ và rừng của mình. Tấn công tiếp vào những cái mục tiêu mềm, đó chính là những cái tài nguyên ở trong rừng. Ây da! Hay da, mở đường ở trên tấm thảm như thế này thì chết tôi. Cột pha xử lý tiếp tục là fail đến từ Kasante. Poppy đẩy vai làm choáng tấn công tiếp vào người của Ray. Và đó tình huống phi thật to. Quăng địa chấn tốt, Rakan thấp máu, quay ngược trở lại, double kill dành cho Faker. Triple kill cho Faker. Endgame luôn không? Ván này nhiều khi là 15GG anh em ơi. Chuyện FF ngay lập tức đến từ các thành viên trong phía đội 1 chịu không nổi rồi, ngợp rồi. Faker đang có một cây DA không thể nào tuyệt vời hơn. Điểm hạ gục gần bằng với thời gian. 13 phút mà Faker đang có được cho mình là 11 điểm hạ gục ở trong ván thi đấu này. Về nhà sẽ hướng tới một cái quyền trượng thiên thần rất sớm. Thêm cả một cái gậy quá khổ, kết hợp cùng với đó là 10 điểm phong ấn hắc ám. Thậm chí là dịch chuyển xuống cánh dưới luôn đó chứ. Thượng Long cảnh giới đến từ Rayson bắt buộc phải dùng để rút lui mà thôi. Về được hay không thì Linh cũng không chắc nữa. Ray cũng đang có mặt ở đây. Faker đang khá là khó chịu, một con rồng đang bay trên trời. Bị hoàng tử đá, cầm gạch ném lên. Hiện tại thì Faker mới rank cao thủ anh em, nên chưa có nhiều kèo căng ha. Để Faker đánh thêm ít thời gian nữa lên được rank thách đấu á. Đại cao thủ đồ các thứ á. Thì vô gặp mấy kèo mà căng căng hơn xíu, mấy kèo mà những pro player chẳng hạn. Rồi, ván thi đấu này chắc cũng sẽ kết thúc sớm anh em ơi, 15 phút rồi kìa. Và các thành viên của phía đội 1 chắc cũng sẽ
kết thúc ván thi đấu này luôn đây. Rakan lao vào, như vậy đây xem có tín hiệu mà đầu hàng rồi đến từ bên phía của Domo. Rồi, không ngoài dự đoán ta thì chúng ta cũng đã có được một chiến thắng rất dễ dàng dành cho Faker với vị tướng Talia của anh ta. Và đó cũng là những nội dung cuối của cái video lần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những số video lần tiếp theo. Bye bye.